Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Bản tin trưa nay, thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, mở đầu bản tin trưa nay, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về trận động đất ở tỉnh Tây Java của Indonesia, khiến ít nhất 268 người thiệt mạng. Hiện công tác điều trị các nạn nhân của trận động đất đang được tiến hành khẩn trương. Tại hiện trường, hàng trăm trẻ em đang được điều trị tại một bệnh viện giả chiến với nhiều thương tích khác nhau, chủ yếu do bị đè dưới các đống đổ nát. Trong khi đó, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mất điện ở một số khu vực. Cho đến nay, hơn 150 người vẫn mất tích. Các nỗ lực tìm kiếm tiếp tục được hối thúc với hy vọng tìm thêm được người sống sót. Trận động đất lớn 5,6 xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 11 ở thị trấn Sianzur, với tâm chấn ở độ sâu 10 km, động đất đã phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà, tòa nhà cao tầng cùng nhiều công trình hạ tầng khác và khiến hơn 13.000 người phải đi sơ tán. Gần 150 dư chấn cũng tiếp diễn ngay sau động đất, khiến nhà chức trách phải ban bố cảnh báo nguy cơ xảy ra lỡ đất trong những tuần tới. Trở lại các thông tin trong tỉnh, thưa quý vị, sáng nay Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã của tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với nội dung định hướng phát triển mô hình hợp tác xã thông minh qua chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Toàn tỉnh hiện có 277 hợp tác xã, trong đó có 222 hợp tác xã đang hoạt động, 55 hợp tác xã ngừng hoạt động với hơn 4.490 thành viên. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chỉ mới bắt đầu và còn chậm. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số tại các hợp tác xã còn hạn chế. Số quá dữ liệu còn khó khăn, nhiều cán bộ hội viên thành viên người lao động trong các hợp tác xã tiếp cận chuyển đổi số chậm. Cụ thể, trong số 222 hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, chỉ có 22 hợp tác xã có máy tính và mạng Internet. Đa số hợp tác xã chưa có văn phòng làm việc, website, chưa tham gia quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử hội thảo là dịp để các hiệp hội hợp tác xã cùng trao đổi những vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã nhất là về chuyển đổi số cũng như nhận diện các cơ hội thách thức và đề ra các giải pháp để chuyển đổi số trong hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được nhanh chóng hiệu quả hơn từ khi triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, các ngành các cấp trong tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng chương trình, mở rộng thị trường tiêu thụ để khẳng định vị thế và từng bước nâng tầm sản phẩm ô cốp Cà Mau. Tính đến thời điểm này, tỉnh Cà Mau đã có 77 sản phẩm của 44 chủ thể được công nhận sản phẩm ô cốp. Trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 74 sản phẩm đạt 3 sao, nhiều sản phẩm ô cốp đã được tiêu thụ mạnh tại thị trường ngoài tỉnh, được đưa vào các trung tâm thương mại siêu thị lớn để tiêu thụ. Thực tế cho thấy sản phẩm ô cốp đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các đặc sản của địa phương. Trong số các sản phẩm ô cốp của tỉnh, có trên 30% sản phẩm tăng doanh thu từ 5 đến 8%, cá biệt có sản phẩm tăng trên 15%, giá bán tăng từ 5 đến 10%. Nắm bắt xu hướng của thời đại chuyển đổi số, các ngành các cấp trong tỉnh đã hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Hiện nay, toàn tỉnh có 9 điểm bán giới thiệu trưng bày sản phẩm ô cốp và 15 cửa hàng tiện lợi bày bán các loại đặc sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp của tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đưa vào vận hành sàn thương mại điện tử makeincamau.com với khoảng 300 sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu được tham gia bày bán. Không chỉ vậy, tỉnh còn tăng cường tổ chức và tham gia nhiều sự kiện hoạt động xúc tiến thương mại kết nối giao thương tại các tỉnh, thành phố trong nước để các chủ thể có cơ hội tiếp xúc với nhiều thị trường tiềm năng. Mặt khác, nỗ lực đưa sản phẩm ô cốp của tỉnh xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ phát động trực tuyến toàn quốc tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động sự tham gia đóng góp của công chức viên chức người lao động toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, quy động sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, chưa có sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo kế hoạch từ nay đến hết tháng 12 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu trao 10.000 sổ bảo hiểm xã hội, 120.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tăng cường triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục. Nhằm tăng cường hiệu quả phòng bệnh COVID-19 ở trẻ, Liên Bộ Y tế và Giáo dục Đào tạo đặt ra mục tiêu tối thiểu 80% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, tối thiểu 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Nhiều trẻ em ở huyện Đầm Dơi đã không may mất cha mất mẹ do dịch bệnh COVID-19. Để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ các em, Ban Liên lạc Đồng Hương Cà Mau Bạc Liêu ở thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm giúp các em dơi bớt nỗi đau và khó khăn trong cuộc sống. Do dịch bệnh COVID-19, hai chị em Phạm Như Nguyệt 8 tuổi và Phạm Minh Thư 6 tuổi ở ấp Bá Quê, xã Tân Duyệt phải mồ côi mẹ. Hiện sống cùng ông bà nội ngoài 70 tuổi. Hàng ngày ông nội của hai em phải đi lượm ve chai bán lấy tiền để trang trải cuộc sống. Cha thì làm ăn xa quê, mỗi tháng cũng chỉ gửi về vài trăm ngàn đồng để nuôi hai em. Thấu hiểu được nỗi khó khăn của gia đình, Ban Liên lạc Đồng Hương, Cà Mau, Bạc Liêu tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây dựng căn nhà 60 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ hàng tháng cho hai em đến năm 18 tuổi, mỗi tháng 1 triệu 400 ngàn đồng. Mẹ mất cũng do mắc Covid-19, hai em Nguyễn Quỳnh Anh học lớp 6 Nguyễn Trâm Anh học lớp 7 ở ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, phải ở chung với người gì. Không đất sản xuất là hộ nghèo, cuộc sống hàng ngày cũng đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Nhưng gì cũng đã nuôi và giúp đỡ hai em. Với hoàn cảnh này, ban liên lạc đồng hương cà mau bạc liêu tại thành phố hồ chí minh cũng hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà giúp hai em có nơi ở ổn định tiếp tục được đến trường. Thầy em cũng, cũng cũng vui lắm cũng mừng lắm cho hai đứa cháu nó nhân có nhà có cửa nào em mà lo hết khả năng em thôi tới đâu em tính tới đó bây giờ em không biết nói trước sao nữa Mà nay em thiệt em vui dữ lắm như mấy anh mấy chị xuống đây lại mừng em vui thiệt do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 huyện đầm dơi có 22 trẻ mồ côi cha mẹ qua rà soát hiện còn 10 trẻ đang sinh sống ở địa phương việc hỗ trợ của các cấp các ngành các nhà hảo tâm là nguồn động viên giúp các em vượt qua nỗi đau tiếp tục dương lên trong cuộc sống vừa qua thì ban liên lạc đồng hương bạc liêu cà mau đã hỗ trợ cho nhiều hoạt động xây dựng nhà ở cho người nghèo và xây cầu và đặc biệt hôm nay là ban liên lạc tiếp tục chăm lo đến trẻ em mồ côi ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 thì tặng nhà cho trẻ em và chăm lo cho các em đến năm 18 tuổi và hôm nay là chương trình đi khảo sát và tiếp tục cho hai căn nhà mới cho ha, cho các cháu là thuộc diện mồ côi cha và mẹ và nhận nuôi một trường hợp đến năm 18 tuổi. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với chính quyền địa phương của các huyện ở tỉnh, ở tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp và khảo sát các hoàn cảnh để lên kế hoạch tiếp tục tặng nhà và hỗ trợ cho những hoàn cảnh một coi tiếp tục đến trường cho đến năm 18 tuổi. Đó là là cái cái ý nghĩa chính của cái chương trình lần này mà chúng tôi đi. Mái ấm an cư là món quà thiết thực được Ban Liên lạc Đồng Hương Cà Mau Bạc Liêu tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho các em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19. Nơi đây không chỉ che nắng che mưa mà còn tiếp sức động viên các gia đình tiếp tục cho các em nhỏ được đến trường nuôi dưỡng ước mơ với tương lai tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, sáng nay, Ban liên lạc tiểu đoàn U Minh 1 tổ chức họp mặt với hơn 200 cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu nhằm ôn lại truyền thống hào hùng về những chiến công oanh liệt của tiểu đoàn. Năm 1957, tiểu đoàn U Minh 1 Cà Mau được thành lập từ hai đơn vị Đinh Tiên Hoàng và Ngô Văn Sở. Tiểu đoàn đã lập nhiều chiến công gian dội như đánh đồn biển nhị, đánh tàu trên sông Cái Tàu, rạch cây me, tiêu diệt yếu khu và gỡ nhiều đồn bót trên tuyến sông Ông Đốc, diệt đồn Khánh Lâm, đồn Đổng Cạn. Những chiến thắng giòn giả đã khẳng định sự tất thắng của lực lượng vũ trang và nhân dân ta trong chiến dịch tổng hợp đầm dơi cái nước trà là lịch sử. Với những chiến công gian dội, tiểu đoàn 3 lần lượt được đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 800 đồng chí đồng đội của tiểu đoàn đã yên nghỉ trên khắp các nghĩa trang miền Tây Nam Bộ. Cựu chiến binh tiểu đoàn hiện còn hơn 200 người, giờ trở về địa phương. Các cựu chiến binh này đều cố gắng lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, nêu gương cho con cháu. Buổi họp mặt là cuộc hội ngộ của những người làm nên lịch sử, của những nhân chứng lịch sử. Tinh thần đồng đội, ngọn lửa nhiệt huyết của các cựu chiến binh tiểu đoàn U Minh 1 nhằm giáo dục thế hệ ngày nay phải có trách nhiệm nhiều hơn, cống hiến thiết thực hơn để đền đáp lại sự anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tính đến thời điểm này, nông dân huyện Trị Giang Thời đã xuống giống được hơn 16.200 ha vụ lúa đông xuân. Trong đó, xã Khánh Bình Tây Bắc có diện tích xuống giống nhiều nhất hơn 4.100 ha, kế đến là xã Trần Hợi và xã Khánh Bình Tây. Năm nay, các loại giống được nông dân chọn sản xuất gồm ST24, ST25, đài thơm 8. Thời gian gần đây, do mưa lớn kéo dài gây ngập úng, nên tiến độ xuống giống vụ lúa đông xuân chậm hơn so với mọi năm, chỉ đạt hơn 55% diện tích. Hiện tại, mực nước trên ruộng ở nhiều nơi còn khá cao, nên nông dân chưa thể bơm tát nước để gieo xạ. Chờ nước rút, nông dân sẽ tiến hành xuống giống đồng loạt. Bên cạnh nuôi sen canh, các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như là dọp, sò quyết, ốc len, cá bóng mú, thì một số hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển còn phát triển mô hình nuôi tôm tích lòng trong dung tôm bước đầu mang lại hiệu quả cao. Theo người dân cho biết, tôm tích dễ nuôi, tỷ lệ hao hụt và chi phí đầu tư thấp. Tôm tích giống hiện có giá khoảng từ 18 đến 30.000 đồng một con. Sau khi mua về, con giống được thả vào trong lòng hoặc can nhựa để nuôi tự nhiên trong dung tôm. Thức ăn chủ yếu là cá tạp, mỗi ngày chỉ cho ăn một lần, ít tốn công chăm sóc. Qua từ 2 đến 3 tháng thả nuôi, tôm tích đạt trọng lượng 150 g mỗi con trở lên là có thể xuất bán với chất lượng thịt thơm ngon, tôm tích có giá đầu ra ổn định, chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn. Hiện giá tôm tích thịt khoảng 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một ký. Tôm tích gạch có giá từ 1 triệu 200.000 đồng một ký trở lên, tùy kích cỡ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Rịa Giang Thời vừa ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng về hành vi hành hạ người khác trên tàu cá. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong những ngày qua. Ba đối tượng bị tạm giữ đều ngụ ở huyện Trần Nhân Thời, gồm Trần Công Toàn, tên gọi khác To, sinh năm 1988 cư ngụ khóm 3 thị trấn Sông Đốc, Nguyễn Văn Tỵ, sinh năm 1988 ngụ xã Khánh Hải và Đoàn Văn Hùng, sinh năm 1978 ở khóm 6A thị trấn Sông Đốc. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình đánh bắt thủy hải sản trên biển, ba đối tượng này đã sử dụng tay, kìm bấm, lớp xe, dây bô, đuôi khô cá đuối để đánh đập, bẻ răng và dùng dao chém vào người của hai bị hại là Trương Văn Trung và Lê Văn Bình. Tạm trú thị trấn Sông Đốc là thuyền viên cùng đi trên tàu gây thương tích nặng. Quá trình đánh đập và hành hạ hai thuyền viên Trung và Bình đã được một thuyền viên khác quay video lại. Sau đó, đoạn video trên được đăng tải trên mạng internet gây bức xúc trong dư luận. Tiến hành khám xét tàu cá mang biển kiểm soát BT97993, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một số vật dụng và hung khí liên quan trong vụ án. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tỉnh Cà Mau khẩn trương phối hợp điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật bản tin thời sự trưa của đài phát thanh truyền hình cà mau đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo